Tính khốc liệt của dị hình thời tiết, tác động biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng. Từ đầu năm tới nay thì cả nước ta đã xảy ra 14 loại hình thiên tai, bao gồm 2 cơn bão, 2 cơn áp thấp nhiệt đới, 88 trận dông lốc sét, 7 trận lũ quét sạt lở đất, 4 trận rét đậm rét hại, 7 đợt gió mạnh trên biển. Không phải động đất hay sóng thần, song những hậu quả về người và tài sản cũng là con số đáng phải suy ngẫm mà ngay sau đây tôi sẽ trình bày tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, 75 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính lên 868,5 tỷ đồng. Và đây cũng là con số thiệt hại do thiên tai gây nên so với cùng kỳ năm 2017 là gấp đôi. Đáng chú ý là từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2018 thì đợt mưa lũ và lũ quét xảy đến với các tỉnh miền núi phía Bắc như là Lai Châu, Hà Giang. Lượng mưa bất thường từ 100 đến 300 mm đã khiến cho 2 triệu mét khối đất đá, đường bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 2.900 nhà cửa bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, gần 8.000 hecta lúa mùa cũng bị thiệt hại và ước tính tổng thiệt hại đợt này thì lên tới 450 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 8, mặc dù là cơn bão số 4, cơn bão Beninca đổ bộ vào Việt Nam rất là nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, là lượng mưa lũ cũng đã khiến cho các tỉnh như là Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở cô lập và ngập trong biển nước. Ước tính thì 10 người thiệt mạng và gần 3.500 ngôi nhà chìm trong biển nước. Các tuyến quốc lộ chính bị hư hỏng chia cắt nghiêm trọng. Tình hình sạt lở đất thì tiếp tục xảy ra ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay thì có tới 562 vị trí bờ sông, bờ biển sạt lở với tổng chiều dài là 786 km.